Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì cách đây cũng phải hơn một tuần rồi em mới làm video. Em mới về Bắc, có công chuyện về Bắc xong rồi mới vào lại cửa hàng. Và hôm qua đã đi lấy hàng về mà em chưa kịp làm ngay. Tại vì là mỗi lần lấy hàng về là em phải test máy rất là kỹ. Thì hôm qua tới 2 giờ em mới ngủ cơ. Và thậm chí bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ em dậy thì 9 giờ rồi này, 9 giờ 10 rồi. Đó, là để test máy hết những cái máy hôm qua lấy về. Thì những cái số máy mà em dạo này gần đây ấy, thì bán hơi chậm thì nó vẫn còn. Thì tất nhiên thì em sẽ phải đăng lên để cho mọi người biết là những cái máy nào em còn mà máy nào em đã bán. Đấy, thì hôm nay thì có cái cây giá rẻ. Cái máy này đáng lẽ là khách thay màn hình nhưng mà khách lại không lấy. Đây này, nếu mọi người mà mua thì em để thanh lý luôn. Cái máy này máy quá là cục gạch luôn, gọi là chỉ để cho nó như cái cục gạch thôi mà. Thì thực chất ra nó vẫn lên mạng lướt phép Facebook, Zalo bình thường hết nhé mọi người nhé. Đó, con này thay màn hình rồi, máy nó màu vàng nhưng mà thay màn hình màu trắng, màn lô nhé, không phải màn zin đâu. Nó tóm lại màn này mọi người xài phải rất là cẩn thận, không thì nó rất là dễ vỡ đấy, chứ mọi người mua mất tiền mà về xài vài bữa hư nó mất công lắm đấy, mọi người cân nhắc trước khi mua. Con máy này thì nó là Z320 đời 2016, giá em bán là 350, tại vì em chỉ lấy tiền màn hình thôi nhé mọi người nhé. Còn anh khách đấy, anh ấy bảo là mua lại bao nhiêu em mua lại cho 50 đó, thì bây giờ em chỉ bán lại hoài lại cái tiền màn hình thôi. Màn này em thay hai, em nhập vào là 260 rồi đấy, thì nói để cho mọi người hiểu thế thôi, chứ mấy cái này thì không có lời đây đâu nhá. 300.000 vào bán máy 350 mà lại bảo lời 300.000 thì chắc là không có rồi. Đấy, này chủ yếu là dành cho những người ít tiền thôi. Rồi em để đây. Thì mọi người phải biết rằng là tiền nào của đấy. Thứ nhất, hai nữa là mình đâu phải là lúc nào mình mua được giá rẻ đâu. Giá rẻ là trừ khi mua được cái máy xác mà mình dựng lại được thì mình bán giá rẻ. Đó, còn mình nhập lại của cửa hàng, cho dù máy xác thì nó cũng là máy ngon đối với mình nhập. Đấy, cho nên là tất cả những cái máy về em đều phải test và em kiểm tra rất là kỹ. Đấy, cái máy nào mà nó không đúng tình trạng em trả về hoặc là có thể trừ tiền thì em sẽ báo rõ tình trạng để cho mọi người biết. Đấy, còn tất nhiên là bên kia báo sao thì em phải báo vậy cho mọi người rồi. Ví dụ cây này người ta mới mua được có 4 ngày thôi này. Cây này là cây Vivo Y20, mới của nó là 3.990.000. Cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64 nhé mọi người nhé. Màn hình 6,5 inch và pin 5000. Kiểu dáng máy thì mọi người thấy không, rất là đẹp. Đấy, vân tay nhận diện khuôn mặt đầy đủ. Mấy cái dòng này thì từ cái máy triệu mấy cũng có rồi, chứ không phải là những cái máy đời cao như thế này nha mọi người nhá. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 64 mà giá rẻ hơn mới thì rẻ hơn mới được mấy trăm ngàn á. Đây, con này như có bị cấn nhẹ đây này. Nhưng mà mới xài thôi. Cái này có khả năng con bé em nó làm rớt này. Mới xài được 4 ngày thôi, em check kiểm tra bảo hành trên hệ thống rồi ấy. Đấy, máy thì lưng không có một vết xước, màn hình không vết xước, mà đây này có thêm một vết cấn nhẹ này. Đấy, còn ngoài ra thì như mới. Giá con này em bán là 3.2 triệu nhé mọi người nhá. Đấy thì rẻ hơn được nhiêu đó thôi, mọi người thấy là nó cũng rất là ổn rồi. Rẻ hơn được 800.000, 799.000. Đó, mấy máy này nhập vào không rẻ được đâu mọi người ạ. Tại vì người ta mới mua ra ấy. Mà mấy cái tiệm cầm đồ hay là tiệm thu điện thoại cũ bây giờ người ta thu rất cao. Đấy, em chỉ nói vậy thôi. Mà thu cao người ta phải giao cao nhé mọi người nhé. Đó. Và đây, đây có cây rẻ. Cây này rẻ này mọi người. Nếu như mọi người đã từng tham khảo những cái dòng như thế này thì mọi người biết là nó là rẻ này. Trên tay em đang cầm là cây 7 Plus nhé mọi người nhé. Con này tình trạng là máy cũ lại nhưng mà còn đẹp đấy. Thì cái máy này em mua của khách hàng nhé, em mua chứ không phải là em mua lại của cửa hàng, cho nên là em cũng tháo ra em kiểm tra rất là kỹ càng, cho nên là mọi người yên tâm. Đâu rồi cái tấm vít đây, đây. Đây,
Em tháo cho mọi người coi nhé. Thì những cái máy ở đây em mua máy của cửa hàng rất là ít, thật sự là như vậy. Mua máy khách hàng tới cửa hàng mua rất ít, còn em đa số là em đi nhập lại thôi. Đấy. Cái này hôm qua em có tháo ra rồi. Thì hôm qua thì máy nó vẫn còn áp suất nhưng mà nó hơi yếu rồi. Em cứ nghĩ là em sợ máy lóc ấy, cho nên em phải tháo ra em kiểm tra hết. Đây màn zin nha, chưa ép kính một lần nào luôn. Và men bọng này, mọi người thấy không? Đẹp, sáng bóng. Đó. Rất là đẹp luôn. Nếu như ở trong đây thì cũng rất nhiều anh thợ. Thì em tháo ra để cho mọi người hiểu rằng là em bán hàng là nó nói sao là phải e-ox vậy nhé mọi người nhé. Đó. Con này thì giá bán là 5 triệu rưỡi. Đấy, cái giá này là đôi lúc cần là lấy giá quá thơm đấy. Lấy về bán lại luôn đấy mọi người nhé. Tại vì 7 lớp bây giờ thì nó cũng nhập vào nó cũng 5 triệu mấy rồi. Đấy là dành cho những cái máy mà đẹp. Còn nếu mà ở cửa hàng đấy bây giờ hiện tại những cây máy đẹp như này thì vẫn bán trên 6 triệu. Đó. Thì đây, con này là 32GB, máy LLA nhé mọi người nhé. Và pin còn 88%, pin zin. Đó. Mọi chức năng xài full hết nhé. Không thiếu một chức năng gì cả. Đấy, vỏ nó tương đối là được. Nó cỡ 97-98%. Giá 5 triệu rưỡi quá là hợp lý nhé mọi người nhé. 7 plus. Đấy, con này em thấy là giá rất ok đấy. Rất hợp lý. Rồi. Và đây nữa này. Tiếp theo đến cây Z7 Pro, con máy này là được thay vỏ nhá mọi người nhá. Thay cái lưng. Đó. Và thay vào rồi thì mọi người phải thấy rằng nó đẹp hầu như là xuất sắc luôn nhá mọi người nhá. Thì cái viền này thì em dán lại, tại vì thay vỏ phải tháo màn hình nhá mọi người nhá. Thì dán lại thì hơi keo nó hơi nhô lên một xíu thôi. Nhưng mà tóm lại là chỉ thánh soi thì mới biết được. Đấy, còn thực chất ra mà nói không nói thì mọi người không thể biết được. Em làm rất là đẹp. Đấy. Z7 Pro này, con này em bán là 1.850.000 nha mọi người nha. Cái màn này cũng giống màn ép kính đây này. Nhưng mà pin biếc rất là tốt. Đấy, em test từ hôm qua đến giờ luôn. Rất là tốt, có nhiều cây máy mà thay màn hình pin hao lắm mọi người ạ. Để đêm tối sáng là thấy tụt 50% luôn. Đấy, chứ không phải là 5% đâu. Mà màn bây giờ tất cả là màn nó fit lỗi là lọc ánh sáng hay là tất cả các kiểu là fit lỗi hết mọi người. Đó, cây này thì 1.800.000 nha mọi người nhé. Và tiếp theo đến cây M20, con này thì cũng ram 3, bộ nhớ 32GB và máy cũ zin, lưng có bị nhâm nha mọi người nhé. Đây, có bị nhâm như hình. Màn hình đẹp, không xước, máy zin toàn bộ hết nhé. Pin của nó là 5.000, mọi người xài thì tha hồ. Đó, và jack sạc tai si này. Loại này sạc nhanh. Đấy. Giá con này thì em bán là 2.250.000 nhé mọi người nhé. Anh em nhập vào. Để em coi sau này. Đôi khi bán lại còn hòe gốc nữa. Thậm chí có những cây em báo nhầm giá, em báo lại thì đã bị hố hớ giá mọi người. Sai. Em coi suối mây nha. Bảy bốn bảy năm. Ồ, con này là vậy là chắc là nhập mà quên không lên líp. Cái líp là nó có ghi sẵn ở đấy. Thôi thì em cứ bán là 2.250.000 đi. Máy zin hoàn toàn hết, pin 5.000 nhá. Rồi. Đây, tiếp theo em đến với cây S9 bản Hàn, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình là 5.8 inch và pin 3.000 nhá. Con này hôm bữa em có làm video nhưng mà em lại không có nói rõ là thành phần là màn nó bị đốm và nó có bị ám nhẹ. Đấy. Thì cho nên là bán về anh khách anh bảo là màn nó bị ám nhẹ. Thì nó đã bị đốm rồi thì mọi người phải biết rằng là với trường hợp ám nhẹ không thể tránh khỏi nhé mọi người nhá. Đấy, thì giá nó rẻ hơn so với cái máy
mà nó không bị đốm, không bị ám rồi. Thì cái đấy thì mọi người phải hết sức mà phải thông cảm cho em, tại vì em cũng đâu sản xuất được ra đâu. Đây nó bị đốm ở đây xíu này, mà còn ám rất là nhẹ luôn, thậm chí là mắt thường khó nhìn thấy được ám, thật sự là như vậy. Đấy. Còn anh khách đấy thì anh trả về thì thôi, em bảo nếu mà thôi anh không lấy thì anh trả về cũng được. Đấy. Thì nói tóm lại là mất thời gian em thôi, chứ chẳng mất thời gian thì mọi người đâu. Mọi người mua hàng thì mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán mà. Đấy thì tốt nhất là làm sao nói gì thì nói để cho nó rõ ràng đấy, mọi người về nhà đỡ còn phải xăm soi gì nhiều, tại vì em tính em rất thẳng thắn. Đây lưng có bị nhâm này, do xài ốp lưng này, sườn chứ quên. Đấy em này em còn không nhìn thấy ám luôn đấy, mà anh khách này anh thấy ám được mới hay ấy. Em không nhìn thấy ám luôn đấy mọi người ạ. Đó. Hoặc là cũng có thể là anh khách này anh ấy bảo là cái anh anh này anh mua về anh bán lại, mà cái người mua ấy thì người ta lại không ưng, chứ không phải là anh ấy, có khả năng anh ấy bảo là màn hình ám này kia để cho anh ấy từ chối nhận hàng vậy thôi. Nhưng mà cách tốt nhất ấy là mình thích là mình mua là được, còn nếu mà trường hợp mà người ta đã không thích rồi, người ta cỡ nào người ta không mua, đủ lý do để người ta không mua mà. Đó. Thì cái này em vẫn là bán giá là 3.450.000 nhá. Đó. Samsung S9 bản Hàn, RAM 4, bộ nhớ 64. Đó. Rồi và tiếp theo em đến với cây Redmi Note 8 Pro này. Hôm qua cũng có 3-4 người hỏi em. Nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm cho em, dạo này em cũng rất là bận, từ lúc mà bị mất trộm đến giờ thì công việc giờ nó cũng lục đục, nó nhiều cái nó khó tả lắm, thế nó lục đục cho nên là đôi khi không trả lời kịp được, thì mong mọi người cũng thông cảm nhé. Đấy thì em cứ làm video này thôi, mọi người coi thì gọi trực tiếp cho em chứ nhắn tin em không trả lời kịp đâu. Đấy, gọi xong rồi nhắn tin cũng được. Rồi nhắn tin thì mọi người ưng máy nào thì hỏi một máy một thôi, hỏi nhiều máy nói thật sự để ai cũng muốn bán được hàng cả. Hỏi ví dụ mọi người hỏi một phát cây Redmi Note 8, xong lại Redmi Note 7, xong lại xuống iPhone 5, rồi lại lên iPhone X. Cái đấy thì thật sự nếu như mà mọi người đặt vào vị trí của em thì mọi người sẽ biết là nếu mà trả lời như vậy ấy, thì không bao giờ em trả lời hết được, rất là nhiều tin nhắn, thì mong mọi người thông cảm với em nhé. Redmi Note 8 thì con này có ốp lưng sẵn này, và máy tình trạng rất là đẹp nhé, đẹp cỡ 99% đấy. Có ốp camera luôn nhé, ốp camera và vân tay bảo vệ. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Và giá tiền con này thì em vẫn bán là 3.800.000 nha mọi người nhé. Và tặng kèm theo mọi người một cái ốp lưng như thế này. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo em đến với cái Samsung A30s. Thì mọi người thấy rằng là mấy cái dòng này nó không hề xuống giá, thậm chí là không bao giờ nó có giá dưới kiểu như là dưới 2 triệu. Nếu mà có thì trường hợp đó là chỉ là máy thay màn hình, hay là ép kính, hay là thay vỏ, thì nó hoặc là vỏ xấu. Đấy, mọi người cứ để ý dùm em vào cái trường hợp như thế này. Thì tại vì ở đây em nói là cái màn hình của nó rất là đắt, nó gần 2 triệu rồi, và máy nó cái màn hình nó cũng rất là đẹp nha mọi người nha. Con này thì lưng hơi nhâm nhẹ này. Em cho mọi người coi thì em bán lời đúng 300.000 để cho mọi người hiểu. 9939. Thấy mọi người thấy không? Con này em nhập vào là 2.700.000. 2.700.000 này mọi người. Thì con này em bán là 3.050.000 nha mọi người nhá. 350.000 nha. 3.050.000. Đó. Máy màu xanh cũng còn đẹp, cỡ 97-98%. Máy zin hoàn toàn hết nhé mọi người nhé. Tiếp theo đến với cây Oppo A5 2020 này mọi người. Con này là cấu hình của nó là RAM cái đồ của anh ơi. Đâu em không mở máy lạnh nó đang quay video anh ạ.
Được từ hôm bữa. Hết đi nhỉ? Rồi, hết đi. Con này thì nó là pin 5000 và RAM 4, bộ nhớ là 128GB nha mọi người nhé. Và cái lưng này đã được thay rồi. Và máy đẹp cỡ 98. Thay lưng vào rồi thì mọi người thấy không? Nó rất là đẹp, nó cỡ 99% đó. Đó thì con này thì em bán là 2.900.000 nha mọi người nhé. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Pin 5000. 4 camera luôn. Đó, rất là đẹp. Đây, và tiếp theo đến với cái Oppo Reno 3. Con này thì RAM 8, bộ nhớ 128GB. Máy thì nó cỡ 97-98%. Cũ theo năm tháng nhưng mà máy zin hết nha. Chưa sửa chữa, chưa tháo chưa gì hết á. Đó, màu trắng hồng hồng này rất là đẹp. Đó, màn AMOLED vân tay nằm trong màn hình. Con này hôm bữa thì em có làm video này. Giá nó 4 triệu mấy thôi, chứ không phải là 5 triệu mấy này đâu. Cái này giá bán của cái cửa hàng mà em nhập lại ấy. Đó. Vậy anh sạc đi nhanh chứ. Của anh 250. Bên ấy có máy gì thanh lý không? Không, chưa có cái nào có của cái này. Thanh lý là bán luôn à? Thì cái này ấy giờ xuống thì một là cho con nó chơi, hai là cho cô nó chơi, hai có ai bán thì anh mua thì anh cầm đồ ấy thì anh phải hỏi những cái người nào bên điện thoại người ta có kinh nghiệm máy, ví dụ máy này thay màn hình thì anh cầm với giá 700 thì cũng được. Do nhiều lúc mình cũng đâu có coi kỹ hết được. Rồi anh cảm ơn nhé. Vâng vâng ạ. Đấy, Reno 3 rất là đẹp đây. Em coi dập bao nhiêu. Tại vì cái con này em đã làm video rồi nhé mọi người nhé. 4457. Ồ, con này chưa nhập trên hệ thống luôn. Đó. Thôi con này em bán luôn. Giá là 4 triệu 6 đi nhé mọi người nhé. Đó, cây màu trắng này. Trắng hồng rất là đẹp. Reno 3 nhá. Giá rẻ hơn máy mới rất là nhiều. Đấy. Em sẽ làm tóm tắt và nhanh hơn nhé mọi người nhá. Và 6S Plus 32GB, máy Việt Nam này, máy được pin đã được thay và hình đã được ép kính. Ngoài ra là zin nhé mọi người nhá. Đó, màn zin ép kính nhưng mà màn lô đâu. Đấy, giá con này thì em bán là 3.800.000 đi. Đó. Samsung A50s này. A50s thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB, màn hình 6.4 inch, AMOLED và pin 4000. Đó, con này thì giá em bán là 3.350.000 nhé mọi người nhé. A50s. Máy zin nha mọi người nhé. Oppo F11 Pro. F11 Pro thì RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình 6.5 inch và pin 4000. Con này máy zin hoàn toàn. Cũng nói tóm lại là nó cũng theo năm tháng thì nó cũng rớt vào khoảng cỡ 97%, cỡ 96-97%. Thậm chí thì có những chỗ bán thì người ta bảo 98. Đấy, như em phải nói thẳng luôn thì nó cũng trung bình thôi, nó cũng không quá là đẹp mà cũng không phải là xấu. Pin 4000 luôn, màn hình 6.5. Đó. Thì camera thụt thò. Giá thì con này em bán là 3.550.000 nha mọi người nha. Đó. Màu tím rất là đẹp. Redmi Note 9S. Đó, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Con này em nhập vào hơi lâu rồi và thậm chí là nếu như bây giờ bán là có khả năng hơi khó ra, nhưng mà dành cho những người thích thôi. Còn cái giá em bán thì luôn luôn là giá rẻ nhá, không có giá cao đâu. 2483. Đấy, con này em đã nhập vào 3.150.000 này mọi người thấy không? Đó.
Và con này em bán là 3 triệu 6 nhá mọi người nhá. 3 triệu 550 nghìn nhá. Đó. Đây, Samsung A70 đây. A70 thì nó là RAM 6 bộ nhớ 128GB, màn AMOLED. AMOLED. Thì con này để xem cả máy thay lưng. Con này thay lưng thôi. Còn ngoài ra zin hết nha mọi người nha. Và giá là em bán là 4.050.000 nha. Những cái dòng AMOLED này mà ép kính rồi thì giá bao rẻ luôn. Nhưng mà em rất ít khi em nhập được những cái dòng đó. Lâu lâu thôi mọi người. Đó. Và Samsung A71 này 5.700.000 nha mọi người nha. Bảo hành dài. À, em nhân tiện lên video em nói luôn. Cái hôm bữa em có thu lại của khách một cây là cái cây A92 nhưng mà không phải cây này đâu. Đấy, thì cái kia thì ở nhà em thì vợ em đã bán rồi. Thì cái cây này là bữa em nhập vào đã là 4.250.000 rồi. Em lại ẩu quá, em bảo là 3.900.000 thì cho nên em không bán được. Thì có nhiều người thì không hiểu lại bảo là đăng một giá lại bán một giá. Thì chết em ấy. Đây, cho mọi người coi, em đâu có nói điêu đâu. A52 450. Con này cũng chưa có lên lít luôn. Con này nhập vào 4.200.000 mà mọi người. Hơi khó ra, con này để qua đây. Vinmart Activa này, con này là RAM 6, bộ nhớ là 64. Và màn AMOLED. Loại này thì nó là hàng Việt Nam nhé mọi người nhé. Tuy nhiên mọi người mua cũng cân nhắc một điều là như này này. Những cái dòng Vinsmart này giá rẻ thật. Nhưng mà cái màn hình và cái linh kiện thay thế, ví dụ màn hình này là chưa có đồ thay đâu. Đấy, mọi người mua cứ cân nhắc. Còn máy xài rất chất lượng nha. Đấy. Con này thì em bán là 2.500.000. Máy mới nó hình như có 3.000.000 thôi. Nhưng mà cái dòng này thì em không hiểu tại sao mua cũng có rẻ được đâu. Đấy. Thì mọi người nếu đã xác định mua thì phải đã tham khảo nhiều rồi. Đấy. Thì mọi người biết rằng là cái gì cái thì em bán hàng là giá cả luôn luôn hợp lý nhá. A80 đây. A80 con này 4.900.000 này. RAM 8 luôn, bộ nhớ 128, camera thì cũng không phải tụt to, cái này là camera lấp ló. Đó. Màn hình là full luôn. Rất là đẹp. Sườn thì nó cũng hơi nhâm nhẹ. Con này hôm bữa em cũng làm video và em bán là 4.950.000. Hôm nay em giảm 50.000 thôi mọi người nhá. Đó. Con này hàng công ty và hai camera. Rất là đẹp. Giá 4.900.000 thì nó rẻ hơn máy mới rất nhiều đấy mọi người. Lúc mới ra con máy này cũng đắt tiền khủng khiếp. Đấy, Zinoba nữa này. Vivo V19 Neo này. Con này thì con này em bán là bao nhiêu ta? Con này giá rẻ này. 0552. Sao không có nào lên nick vậy trời. Con này em bán là 4.300.000 nhé mọi người nhé. Giá rất hấp dẫn. Lần trước em bán là 4.600.000. RAM 8 bộ nhớ 128. Màn AMOLED. Đó. Rất là đẹp đây đây. Đó. Và máy cũng đẹp. Cỡ 98. 99. Rất là đẹp luôn nhé. Đấy, cái này thì nhập được giá tốt. Con này là thu của cửa hàng nhưng mà nó cầm đồ. Đấy. Còn máy móc thì em phải kiểm tra em test rất là kỹ nha mọi người nha. A750. Con này RAM 6 bộ nhớ 128GB này. Giá là 2.500.000 nha mọi người nha. Đó. Máy thì cỡ 95-96 thôi. Tại vì nó sản xuất 2018 rồi. Và Oppo A93 RAM 8 bộ nhớ 128GB.
máy này nhập vào không nhớ giá. 6838. Ồ con này cao thế nhỉ. Con này em bán là 5.150.000 nha mọi người nha. 5150, máy đẹp 99 nhá. Con này bảo hành thì dài mút chỉ luôn. Đó. Đây, Oppo R17 Neo, con này màn AMOLED cực kỳ hiếm luôn. Dòng này nó là hàng nội địa cho nên là mọi người biết rằng là cái chất lượng rất tốt. Nó là máy của Nhật Bản này mọi người thấy không? Nhưng mà nó hai SIM. Hai SIM. Màn AMOLED. Đó. Và ngoại hình của nó cỡ 98-99% cơ. Rất là đẹp. Nhìn thoáng qua thì mọi người tưởng là Oppo A5s đúng không? Rất giống. Nhưng mà nó khác. A5s thì không có màu này. Với lại màn hình của A5s là LCD. Còn cái dòng này nó là AMOLED nha mọi người nha. Cho cái chất lượng hình ảnh cực kỳ đẹp luôn. Và nó mượt lắm. Nó RAM 4 bộ nhớ 128 cơ mà. Đấy. A3s. A5S thì nó chỉ có RAM 3 bộ nhớ 32 thôi. Đó. Giá con này em bán là 3.200.000 nha mọi người nhé. Rẻ như A5S luôn. Rồi thì chắc hôm nay em làm video một số máy như thế này. Đó. Thì tất nhiên cái máy mà em trước em làm video mà còn sót lại thì cũng còn nhiều. Đây. Oppo A5 2020. Đấy. RAM 4 bộ nhớ 128 này. Redmi 5i này, RAM 4 bộ nhớ 128 này, pin 5000, pin 4000, pin 5000 hết nha. Đấy, pin trâu đó. Oppo K3 này, đó. Thì mấy cái này nó đều có giá, em đều đăng hết rồi. Mọi người chỉ cần hỏi giá là em có thôi, em báo mọi người chuẩn thôi. Đó. À, em xin phép dừng lại video đây nha mọi người nhé. Mọi người mua máy nào thì vui lòng gọi sớm nhất cho em nhé. Rồi, thân chào mọi người.